Trong video này, chúng tôi sẽ thi quét rác và ai sẽ là người quét nhanh nhất và sạch nhất thì mời các bạn cùng đón xem nhé. Sau bao nhiêu năm luyện tập, đến bây giờ tôi mới có cơ hội trổ tài. Mời các bạn đón xem hết. Để mà nói về cái trình độ quét nhà của tôi thì không ai có thể địch lại được. Tôi đã chuẩn bị bao nhiêu năm để thực hiện cuộc chơi này nhá. Mời các bạn cùng đón xem nhá. Vâng, chúng ta cùng chào đón sự quay lại của Trần Đức Trung. Cậu có điều gì muốn chia sẻ về trò chơi này không? Việc này tôi đã làm ở nhà rất nhiều và tôi sẽ giành chiến thắng. Thật không? Thật. Ok, chắc chắn. Bạn nha. Bạn hãy bày tỏ một chút quyết tâm mình đi. Chiến thắng. Ok bạn nha, đó là Trần Đức Trung, người bạn của tôi. Và ngay sau đây chúng ta có một khách mời rất là mới, đó chính là Triệu Quốc Dân. Chú có điều gì muốn nói không? Tôi rất vui khi được vào kênh của anh Đài. Và việc này tôi làm ở nhà cũng rất nhiều mà. Với danh dự là người mới, tôi sẽ chiến thắng. Chú có hay xem video của anh không? Quá, rất nhiều. Chú thích nhân vật nào nhất trong kênh của anh? Anh Lý Thành Văn và anh Triệu Quý Kiệt. Ok bạn nha. Vâng, ngay sau đây tôi đã cho em Dân gặp gọi là hai người mà em đấy thích. Và Dân, chú điều gì muốn nói không? Và em xin ký anh. Văn, chú ký hộ em đấy đi. Ký tên đi. Nào. Đó, Văn chú ký. Đó, ký tên đi. Ok bạn nha, đến lượt em thôi. Đấy, chú cảm thấy nào khi xin được hai chữ ký này? Tôi cảm thấy rất là vui và ok bạn nhé, em Dân em đấy không nói lên niềm vui của mình. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu video. Như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình, đó chính là ba thí sinh đầu tiên sẽ tham dự phần thi quét nhà các bạn nhé. Trước mặt các bạn đó chính là ba cái ô hình chữ nhật. Ba cái ô này tượng trưng như ba cái nhà của các em đó nhá. Tôi không để đến các nhà em nó và quay cái video quét nhà của các em nó được. Vì vậy tôi đã chuẩn bị ba ô này. Các chú hãy tưởng tượng ba cái ô này là ba nhà của các chú nhá. Okay. Rồi nhé các bạn, trên tay tôi chính là những công cụ để phát cho các em nó và chia sẻ các bạn. Cụ thể hơn đó chính là đây là những cái hot rác mà tôi đã làm bằng giấy bìa các bạn nha. Tôi đã bỏ ra tầm khoảng 2 tiếng để làm thành ba hot rác này. Ở bên đây tôi sẽ phát cho các em nó. Trên tay tôi bây giờ đó chính là một túi rác mà bên trong này có rất nhiều giấy các bạn nha. Tôi không thể gọi là đi nhặt rác về cho các em nó và bỏ vào ô này để hot. Vì vậy tôi đã sử dụng giấy các bạn nha. Đây là giấy bìa các bạn nha. Đây là giấy bìa. Ở bên tôi sẽ đổ vào ô để các em nó hot. Ô các bạn nhiều này tôi nghĩ là mình phải đếm các bạn nha. Nhiều mỗi cái này tôi nghĩ là mình phải đếm mỗi em tầm khoảng A few moments later. Vâng, tất cả trò chơi đã chuẩn bị xong và các chú sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Ok bạn nhé, các chú phải đứng vào bên trong ô để hot. Không được đứng ra ngoài. Và ai sẽ là người hot rác nhanh nhất trong phần đi này? Ok bạn nhé, ai mà để một mảnh gọi giấy gọi là sót lại thì tôi sẽ tuyên bố người đấy thua luôn. Dù người đấy có người về nhất. Ok bạn nha, quên mất trong phần thi này các chú cần thổi ba quả bóng bay để ok bạn nha, tôi phải lấy bóng bay cho em đó. Ai là người thổi lên mà là vững đấm cái đầu tiên thì người sẽ giành chiến thắng. Ok bạn nha, đây là quả bóng bay của em. Đây của em Dân là ai sẽ về thế nào? Nào bạn, quân chú phải nhìn kỹ đi, chú còn một mảnh giấy chưa quét ra đi, không là chú thổi. Bạn, chú nào, chú mày thổi quả bóng bay lên kia và đập. Ok bạn nha, vậy là em Dân đã hoàn thành phần chơi mình. Dân chú nghĩ sao? Rất tiếc. Tôi rất tiếc khi không được vào vòng chung kết. Nhưng mà tôi rất vui khi được vào kênh của anh LVD. Và hẹn các bạn ở các video sau. Vâng, chúng ta cho em Dân một tràng vỗ tay nào. Yeah. Ok bạn nha, vậy là em Văn đã hoàn thành phần chơi mình. Chú nghĩ sao về phần chơi này? Tôi nghĩ phần chơi này rất là đáng tiếc cho một nhà vô địch như tôi. Ok bạn nha, tôi cảm thấy rất là tiếc cho em Văn vì gọi là những người tham dự đầu người ta thường chưa kinh nghiệm. Nhưng không sao cả Văn ạ, chú anh nghĩ là chú rất là may mắn luôn. Nhưng mà anh nghĩ là chú vẫn còn nhiều cơ hội ở những phần thi sau. Hẹn lại chú ở video sau nhé. Rồi nhé bạn, đây là gương mặt vào trận chung kết, gọi là sẽ gặp một thí sinh nào đó trong ba thí sinh còn lại. Và chú ăn mừng đi. Ok bạn nha, Quân chú điều gì muốn chia sẻ không? Tôi không hổ công, tôi tu luyện từ lúc tôi biết quét nhà đến bây giờ các bạn nha. Ok bạn, đó là lời chia sẻ gọi là rất là căng của em Quân. Và ngay sau đây chúng ta sẽ có trận đấu thứ 2.
2. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với lượt đấu thứ 2. Như bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình, đó là ba thí sinh, đó chính là Trần Đức Trung, Triệu Quý Kiệt và tôi LD đấy. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ đổi chỗ gọi là để san sẻ đây, để san sẻ công bằng nha. Ngay sau đây chúng tôi sẽ đổi chỗ để gọi là san sẻ, gọi là rác ở trong cái ô này cho công bằng đấy, đổi chỗ đi. Đấy, chung bạn sang chỗ mình Kiệt sang đấy. Ok bạn nha, chúng tôi phải làm này để cho công bằng bạn nha. Các chú sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. 3 2 1 bắt đầu. Okay, bạn nha. Phải đứng vào trong ô để biết. Ok bạn nhé, trò chơi đòi hỏi sự gọi là xả tan. Không được nhắc cái đơn. Ê, không có dùng tay. Kiệt dùng tay thôi. Làm thế sao? Chúng mày đổ ra hoa lại thì cái nào chúng dùng tay. Rồi hoa lại, hoa lại, hoa lại. Rồi hoa lại, rồi hoa lại. Rồi nhé các bạn, tôi và em Kiệt đã hoàn thành trong phần thi này. Và tôi phải check lại để xem ai là người bóp vỡ quảng bay đầu tiên thì người đó sẽ được vào trận chung kết. Ok bạn nha, đây là những hình ảnh được quay lại. Và ai sẽ là người chiến thắng đây? Trận chung kết tôi đã bị loại. Ok bạn nhé, Kiệt chúng cảm thấy nào về trò chơi này? Tôi cảm thấy trò chơi này tôi đã cố gắng hết sức vào chung kết rồi. Ok bạn nhé, kết quả đã có và ngay sau chúng ta sẽ với trận chung kết. Ok bạn nha, trong phần thi này các em nó phải quét thêm gọi là chai nhựa các bạn nha. Đấy, tôi tăng thêm độ khó cho các em nó. Đấy, phần thi này thì chỉ có gọi là 5 phút thôi. Đấy, 5 phút. Ok bạn nha, trên tay tôi chính là giải thưởng cho nhà vô địch các bạn nha. Và không ai biết ai trong hai người này sẽ giành chiếc vô địch này. Và ngay sau đây, các chú sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Ok bạn nha, tôi cảm thấy là hai người chơi gọi là rất là năng động luôn. Trò chơi rất hấp dẫn luôn các bạn nha. Trò chơi này các em nó gọi là ok bạn nha, đây là gọi là trò chơi đòi hỏi sự đảm đang rất là nhiều các bạn nha. Nhưng tôi nghĩ trò chơi này các em nó đã luyện tập rất là nhiều ở nhà rồi, ngày nào cũng luyện tập. Văn chúng ý sao về trò chơi này? Em nghe trận chung kết này rất buồn vì thiếu em. Cờ chú bạn như sao? Ok bạn nha, thí sinh Kiệt sắp quét xong rồi. Tôi không hiểu tại sao. Ok bạn nha, thí sinh Kiệt sắp quét xong rồi. Thí sinh Kiệt đã dùng kỹ năng gọi là quét lớp sau bị phạt rồi. Ở lớp em Kiệt gọi là trực nhật rất là nhiều luôn. Vì vậy tôi không được ra khỏi bóng tròn nào. Ok bạn nha, vậy là cuộc chơi đã kết thúc. Và nhà vô địch đó chính là Triệu Quý Kiệt. Anh em cho cháu đây. Kiệt chú cảm thấy nào khi nhận được giải thưởng này? Tôi cảm thấy tôi đã rất cố gắng để vào chung kết và sau đó tôi đã giành chiến thắng nó. Ok bạn nha, còn Quân chú nghĩ sao? Các bạn nha, tôi giành giải rất hơi nhiều nên cuộc thi này tôi nhường cho Kiệt các bạn nha. Ô mẹ, thời gian đã trôi qua được 2 phút. Vô đi. Tôi cảm thấy đây là một sự nỗ lực vô cùng cố gắng đến từ vị trí của em Quân. Vì vậy rồi nhé các bạn, trò chơi của tôi đã kết thúc. Và rất cảm ơn các em nó ngày hôm nay đã đến tham dự trò chơi này. Và không còn điều gì để chia sẻ tên. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Yeah.